Chào tất cả anh em. Mình là Nguyễn Xuân Hiền nhé. Số điện thoại bên mình là 0906231104. Thì có nhiều anh em lại bảo mình là review cho anh em xem cái cây Leaka 47. Đấy. Thì này, đây là cái cây Leaka. Đấy, cho anh em xem nhé. Thì cái vỏ của nó là bằng da. Ở đây là có một cái để giữ cái cây dao đấy, không rơi ra khỏi bao. Đây, nhà sản xuất này họ đã bọc thêm một cái lớp ni lông ở đây. Đấy, để làm đảm bảo nhất cái cây dao. Tốt nhất. Thì tổng chiều dài của cây lê này là 60 cm và trọng lượng của nó là 500 g. Đấy, 5 lạng đấy. Đấy. Thì anh em có thể nhìn ở đây. Ở đây là cái rãnh thoát máu nha anh em nhé. À, đây là rãnh thoát máu. Hai bên đều có rãnh thoát máu. Ở đây là nó có chữ là CCCP AK47. Mặt sau này thì nó không có cái gì cả. Thì ở đây là nó có hai cái chốt. Hai cái chốt để giữ cái ốp gỗ này. Đấy, dính vào đây rất là chắc chắn nha anh em nhá. Đây, loại rất chắc chắn luôn. Thì ở đây, đây là một cái đai. Đây một cái đai. Đây là có một cái chốt này thì mình đoán là khi là có thể là mọi người gắn cái lê này vào cái khẩu súng ấy, dụ là súng CKC hoặc là súng AK đấy, đấy thì giữ cái con dao đấy. Đây, ở đây có cái chốt nha anh em nhé. Đấy, ấn vào thì chắc là nó sẽ dính vào đấy. Đấy, rồi nhả ra như này. Rất hay. Thì mình nói qua về cái lưỡi nhá. Thì lưỡi thì nó rất là sắc. Loại này mình đánh giá là sắc đây anh em. Lưỡi nó sắc. Tí nữa mình sẽ test cho anh em xem. Về cái mũi. Đấy, về cái mũi thì nó cũng nhọn. Nhọn anh em ạ. Trông tù đâu. Về thép thì nó dày cỡ khoảng 3 ly, rất là cứng nha anh em nhé. Cái hàng này rất, cái cây này thật sự anh em mà nó rất là chắc chắn, rất là chắc chắn luôn. Để mà anh em làm mà sưu tầm được một cái cây như này thì mình nghĩ là rất là may mắn. Thì đây mình sẽ test. Mình đã chuẩn bị sẵn một tấm bìa rồi. Sắc anh em, nó cắt rất là ngon. Mặc dù cái thép của nó dày. Đấy, mặc dù thép của nó dày nhưng mà nó cắt cái này vẫn rất là ok. Thường thì những con dao mỏng nhá, có thể nó không sắc lắm nhưng mà về cái độ dày này này. Đấy, thì nó mỏng ấy nên là không sắc lắm thì lưỡi thì nó cắt rất là ngọt. Nhưng mà cái con này thì cái phần sống dao này của nó dày nhưng mà nó cắt vẫn rất là ngọt. Mình nghe tiếng này hơi rùng mình một tí. Có gì anh em thông cảm nhé. Cái không gian này của mình nó hơi hẹp nên là mình không cắt được quá nhanh. Có gì anh em thông cảm. Đấy, thì mình đã cắt xong rồi anh em xem đấy.
thì một cái cây dao như này về chiều dài vừa đủ, không quá ngắn, 60 cm. Về cái trọng lượng ấy thì 500 g, rất là vừa vặn, tay cầm thoải mái, tay cầm thoải mái nha anh em nhé. Lưỡi, lưỡi sắc đấy, mũi nhọn, hàng chắc chắn. Về chất liệu chắc chắn, thép thì màu trắng đấy, rất là đẹp, đẹp về cả cả cái cảm quan của anh em nhìn đấy, lẫn là về cái chất lượng đấy, về cái chất liệu rất là ok. Thì để mà anh em nào mà sở hữu được một cái cây này thì cũng rất là may mắn. Thì mình mới làm kênh YouTube đấy, anh em xem được cái video này thì anh em có thể ấn giúp mình vào cái nút đăng ký kênh đấy, anh em ấn đăng ký kênh giúp mình đấy. Thì ở bên đây, ví dụ là mình vào một cái trang lạ nhá, và An Linh Thế Giới chẳng hạn. Ở đây nó có một cái nút đăng ký ấy. Đây thì anh em ấn giúp mình vào cái nút đăng ký này để xem được các cái video của mình đấy. Thì anh em cũng có thể, nếu mà anh em mà thực sự thích về những cái này thì muốn xem được các cái video mới nhất của bên mình, anh em có thể ấn vào cái nút chuông đấy, để khi nào mình ra các cái video mới này, đấy thì nó lẩy lên thông báo của anh em. Ngoài ra thì cái kênh của mình có rất là nhiều các cái video về hàng hóa đấy, về hàng hóa, về các cái hướng dẫn cho anh em mua hàng, mua đao kiếm ở trên mạng và không bị lừa đảo đấy nha anh em nhé. Mình có mấy chục cái video ấy đấy. Nếu mà anh em nào thấy thích cái video này, anh em để ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông giúp mình, chia sẻ giúp mình cái video này đến bạn bè trên Facebook, Zalo. Thì cái anh em nào mà muốn mua cái hàng hóa như này thì anh em có thể vào cái phần mô tả của mình, thì mình có để cái link, cái số điện thoại của bên mình và cái link cái fanpage của mình trên Facebook, anh em có thể nhắn trực tiếp vào đấy. Xin chào tất cả.